thượng tọa chủ lễ, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý Phật tử và đồng hương, một mùa Vu Lan một nữa lại về, chúng ta lại cùng nhau về đây để tưởng nhớ đến công ơn to lớn như trời biển của cha mẹ. Thật hạnh phúc thay cho những ai đang còn cha còn mẹ để kính mến, để thương yêu. Có những người vì hoàn cảnh không có điều kiện để chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, đến khi muốn lo lắng, hiếu kính thì cha mẹ không còn nữa, nuối tiếc cũng đã muộn màng. Cho nên những ai đang còn cha, đang còn mẹ, hãy trân quý tình phụ mẫu của mình. Và cũng bất hạnh thay cho những ai không còn cha, không còn mẹ. Ca dao Việt Nam chúng ta có những câu như: còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con đen sì. Hay: mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi. Kính bạch thầy chủ lễ, kính thưa quý vị, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Người Phật tử nào giữ trọn đạo hiếu, người đó đi đúng chánh pháp. Ước nguyện của chúng ta là các Phật tử trẻ tuổi trong tương lai tiếp tục gìn giữ truyền thống Vu Lan báo hiếu tốt đẹp và cao cả này. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, nhân dịp này chúng con chúng tôi xin được tán thán công đức vô lượng của Phật tử và đồng hương trong suốt thời gian dài đã đóng góp tài thí, Phật thí và công quả để duy trì, tu bổ và phát triển chùa Phước Điền. Chúng con chúng tôi thay mặt ban trị sự chùa Phước Điền xin chân thành cảm tạ những sự cúng dường đó. Ngày 26 tây tháng 11 2016 tới đây, chúng con chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình gây quỹ để có đủ tiền tài làm lại sân sau của chùa đã hư hỏng nặng. Xin quý Phật tử và đồng hương ủng hộ. Nhân Vu Lan, chúng con kính chúc thượng tọa chủ lễ pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý Phật tử và đồng hương thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Trân trọng kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng con trân trọng cung thỉnh thượng tọa chứng minh buổi lễ hôm nay ban pháp thoại Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng tôi kính chào ông thị trưởng của thành phố Manchester. Kính lời với đạo hữu Nhật Trung, chủ tịch cộng đồng kiêm chủ tịch ban trị sự chùa Phước Điền, và kính lời đến toàn thể quý vị trong ban trị sự cũng như quý đồng hương, đồng bào Phật tử từ các nơi cũng như địa phương đã về dự lễ Vu Lan ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư liệt vị, chúng tôi rất là vui mừng khi được lời mời tham dự cái lễ Vu Lan tại nơi tiểu bang New Hampshire. Vào những ngày gần đây, chúng tôi rất là bận biểu phải đi tham dự các cái khóa tu học để rồi chia sẻ cho quý tăng ni cũng như quý Phật tử. Trong những ngày trước thì chúng tôi ở bên Canada và tu viện Tây Thiên. Đáng lý ra thì tới ngày 11 tây mới được trở về, nhưng mà rồi quý vị mời cho nên vậy tôi phải đổi vé lại để về sớm theo dự định để có mặt ngày hôm nay đến quý vị ở đây. Vì vậy mà cái thời tiết nó thay đổi cho nên là đi suốt mấy cái công việc như vậy, con người nó cũng không có được thoải mái, bởi vì cái thân của chúng tôi nó cũng hơi bề bộn một chút. Rồi hơn nữa là nói nhiều cho nên cái giọng nói giờ này nó không được trong trẻo. Mong rằng quý vị đồng hương chúng ta cũng quan hỷ cho.
quý vị nên lắng nghe và phát cái tâm giữ cái chánh niệm. Thì khi quý vị giữ cái chánh niệm thì dù cái lời nói của tôi nó không được rõ, nhưng mà quý vị cũng có thể cảm nhận được cái ý của chúng tôi muốn nói cái gì. Khi mà một cái người nói, một người nghe mà chúng ta được cái sự cảm thông, hoan hỷ và lắng nghe thì cái bài pháp nó vô cùng là ý nghĩa. Thì hôm nay chúng ta tổ chức cái lễ Vu Lan, nói cho đủ là Vu Lan Bồn, dịch nghĩa là giải đảo huyền, có nghĩa là cứu khổ cái cảnh treo ngược. Cái chữ giải đảo huyền hay là chữ Vu Lan Bồn có nghĩa là cứu khổ cái cảnh treo ngược. Cái gì biết cảnh treo ngược nó có khổ không? Rất là khổ. Hàng năm tới cái ngày lễ này là cái ngày lễ giải đảo huyền, là mình đem cái tâm của mình, trước là mình nghĩ tới cái công lao to lớn của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ, sau là mình nghĩ lại một cái năm tu tập của mình. Bởi vì cái lễ Vu Lan thì chư tăng mới được thêm một tuổi đạo, sau những cái ngày tịnh tu từ cái sau cái lễ Phật Đản cho tới cái ngày Vu Lan này thì quý thầy quý cô mới thêm được một tuổi đạo. Thành ra đối với chúng tôi đây là một cái ngày Tết của đạo, nhưng đối với quý vị Phật tử cư sĩ thì là cái ngày lễ quan trọng để nói lên cái sự hiếu đạo. Cái nền giáo lý của Phật dạy rất rõ ràng cho chúng ta, bởi vì đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu bây giờ chúng ta là những người mệnh danh là Phật tử, là con Phật, nhưng mà chúng ta không biết tới cái truyền thống đạo hiếu thì chúng ta chưa có được trọn vẹn là người đệ tử Phật. Đức Phật là một vị giáo chủ đầu tiên trên nhân loại tôn vinh cái đạo hiếu. Nhớ có một lần Ngài nói, nếu sanh ra cuộc đời không gặp Phật, thờ cha kính mẹ là thờ Phật. Quý vị thấy cái câu này quý vị nhớ chưa? Nếu sanh ra cuộc đời chúng ta không gặp Phật, chúng ta biết thờ cha, biết kính mẹ, đó là thờ Phật. Như vậy thì chưa có một vị giáo chủ nào dám tôn xưng cái người cha, người mẹ ngang hàng với cái ngôi vị giáo chủ của mình như chỉ có Đức Phật. Từ đó chúng ta mới thấy cái đạo Phật nó trải dài cái lịch sử. Từ khi Đức Phật sanh ra đời trước công nguyên 624 năm, rồi 80 năm sau thì Phật nhập diệt. Như vậy lấy cái năm đó làm Phật lịch. Nhưng mà 19 năm Ngài là một vị thái tử, sống trong cung vàng, sống trong đầy đủ cái dục lạc, cho tới khi Ngài cảm nhận được cái nỗi thống khổ của nhân loại và rời hoàng cung đi tu để thành tựu một vị giáo chủ, một vị Như Lai Thế Tôn. Nhưng mà 5 năm sau khi thành đạo thì Tịnh Phạn Vương, vua Tịnh Phạn là cha của Thái tử Tất Đạt Đa, hay là cái người sanh, cái thân sanh ra Đức Phật, thì lâm bệnh, Ngài cũng trở về hoàng cung để mà an ủi, để chia sẻ nhắc nhở cho người cha, và sau đó vua Tịnh Phạn chứng được thánh quả và băng hà. Rồi năm thứ 7 sau khi thành đạo thì Phật nhớ tới cái công sanh dưỡng của người mẹ mình, đó là hoàng hậu Maya phu nhân. Khi sinh ra Đức Phật mới có 7 ngày, sinh ra Thái tử 7 ngày thì hoàng hậu lại ly trần. Cho nên nhớ tới, nhưng mà nhờ cái phước sanh ra được người con có lợi ích cho cuộc đời và một vị Như Lai Thế Tôn thầy của trời người, cho nên cái phước đó mà hoàng hậu Maya lại sanh lên cõi trời. Thì bây giờ Đức Phật cũng dùng cái thần lực của mình mà lên cõi trời để thuyết pháp cho hoàng hậu Maya nghe. Như vậy nếu nói về cái hình tướng
hay là hình thức thì Đức Phật dầu là người thoát ly cuộc đời nhưng mà Ngài vẫn nhớ tới cái công dạy dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Có một hôm Đức Phật cùng Đức A Nan cùng chư vị thánh tăng đệ tử đi ngang một cái khu vườn nọ, gặp một đống xương khô, thì Phật mới quỳ đảnh lễ đến đống xương khô, rơi nước mắt. Thì quý vị nhớ trong kinh Báo Hiếu nói cái vấn đề này rất rõ. Thì bây giờ Ngài A Nan mới thay mặt cái đại chúng mới trình thưa là tại sao Phật là một vị Như Lai Thế Tôn rồi mà phải mũi lòng khi thấy đống xương khô mà phải quỳ lại đống xương khô. Thì Phật mới nói cái đống xương khô đó là chắc cũng có ông bà cha mẹ ở trong này, hoặc là có thân ta trong này, hoặc là có cái kẻ ta sanh ra con cái của ta ở trong này. Bởi vì cái sự luân hồi sinh tử nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta không thể tính đếm, cho nên thấy đống xương này mà nhớ cái những cái lần sanh tử của ta. Đó thì Phật mới nói này A Nan, ông hãy nên sắp cái đống xương nó lại, ông hãy phân biệt cho rõ ràng cái đống xương khô kia cho ta xem. Thì Đức A Nan mới bạch Thế Tôn, làm sao con phân biệt được? Thế Tôn, bây giờ đã là đống xương khô thì làm sao con phân biệt? Phật nói ông phải phân biệt một xương đàn ông, một xương đàn bà rõ ràng, phân biệt ra đi, để đống xương này nó ngổn ngang quá, nó lộn xộn quá. Thì Ngài A Nan nói con không biết làm sao phân biệt được. Thì Đức Phật mới nói dễ lắm, người đàn ông là xương trắng mà nặng, người đàn bà thì xương đen mà nhẹ. Thì Ngài A Nan mới bạch Thế Tôn, tại sao mà đàn ông lại xương trắng mà nặng, người đàn bà xương đen mà nhẹ? Thì Đức Phật nói bởi vì đàn ông thì chỉ làm đụng vất vả cực nhọc, còn người đàn bà thì vì sanh con hao mòn, bú mớm hao mòn, cho nên những cái lần huyết ra, những lần sanh đẻ thập tử nhất sinh như vậy, những lần phải cho con bú mớm như vậy, cho nên tất cả những cái quẩn tố bồi bổ đều trút cho con hết rồi. Vì vậy mà cái xương kia bây giờ nó trở thành đen thâm mà nó nhẹ. Cho nên Đức Phật nói đàn ông xương trắng nặng bằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. Khi mà nói như vậy thì A Nan mới sụt sùi khóc. Thì quý vị thấy, khi quý vị đã từng làm cha rồi, từng làm mẹ rồi, thì quý vị mới thấy cái công của mình như thế nào. Bởi vì tôi ở chùa từ nhỏ, 13 tuổi thì thích ở chùa, cho nên mới lìa trốn nhà sang đất Trà Vinh để xuất gia, cho nên tôi không có cái dịp để mà cảm thông được cái nỗi khổ của người cha, người mẹ. Nhưng mà nương lời dạy của Phật thì tôi xin nói điều đó như vậy. Nhưng mà cái điều mà chứng kiến, điều mà thực tế nhất là các vị, tại các vị ngồi trước mặt chúng tôi đây thì hơn phân nửa đã từng làm cha làm mẹ rồi. Cho nên nếu bây giờ tôi nói sâu vấn đề này thì chắc chắn tôi không bằng quý vị, phải không? Nhưng mà tôi chỉ gợi ý như vậy để quý vị ngồi thử lắng cái tâm tư mình lại đó. Cho nên cái cuộc đời này nó thống khổ là bởi sự luân hồi sinh tử của kiếp con người. Mà luân hồi sinh tử ở đây đó, không phải cái chuyện sống chết của kiếp con người không thôi đâu, mà luân hồi sinh tử bởi cái tâm thức, bởi cái sự đau khổ, bởi tư tưởng. Ai cũng nghĩ cuộc đời này lớn lên rồi có gia đình rồi được hưởng niềm vui, đi tìm nửa trái tim còn lại, rồi bắt đầu vui trong cái vui tức thời đó để sanh ra những người con, để có cái người thừa tự gia đình,
kế thế cho họ tộc. Nhưng mà có ai hay trong cái nỗi suy nghĩ tức thời đó, nó gắn cả một cuộc đời đầy dễ những sự đau khổ. Cho nên tôi không thấy cái nỗi khổ đau nào, chắc chắn không có nỗi khổ đau nào khi chúng ta sanh ra gặp những người con bất hiếu. Tôi là một vị thầy thôi, nhưng mà nếu có những người đệ tử xuất gia của tôi hay những Phật tử tại gia mà mình nhắc nhở, mình dạy dỗ, mình khuyên lên không nghe đó, thì tôi còn cảm thấy mình khó chịu cỡ nào. Huống chi các vị có những đứa con mà ngỗ nghịch, bất tuân theo những lời dạy của mình, thì tôi biết các vị khổ đau nhiều lắm. Cho nên bạn làm cha làm mẹ, giờ phút này nếu những ai mà đã từng tuổi 60 trở lên thì tôi nghĩ là nước mắt đã chảy ngược về tim, chứ còn không có còn nước mắt mà để chảy xuôi trên hai cái bờ mi nữa, phải không? Chảy ngược về tim, bởi vì cái nỗi đau khổ nó vô cùng mà chảy ngược về tim. Vì vậy mà thưa chia sẻ với nỗi khổ của người lớn, và cũng là cái dịp để nhắc cho cái tuổi trẻ may mắn, như đạo hữu trưởng ban trị sự hồi nãy nói, may mắn thì những ai còn cha còn mẹ. Vì vậy mà cuộc đời các nhà thi sĩ có nói, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để lệ nhòa lên mắt mẹ nghe không. Công lao cực khổ nhất, sánh ngang biển rộng thì không ai qua người mẹ. Cho nên nó biển khổ, biển rộng mênh mông, không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không chứa nổi công cha. Thì vậy mà tôi mong rằng các em trẻ chưa có cái dịp để làm cha làm mẹ, hoặc vừa mới có cái dịp làm cha làm mẹ, hãy mau tức thời quay đầu trở lại hiếu thảo với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, gần gũi thương yêu cha mẹ, một lời nói ân tình ngọt ngào với mẹ, với cha cũng là một cái phước báo lớn lao để làm trọn kiếp người. Cho nên cái tội lớn nhất trên cuộc đời này không có tội nào bằng tội bất hiếu. Mà một người con bất hiếu thì tất cả các việc ác nào cũng có thể dám làm. Còn một người con có hiếu thì dường như luôn luôn sợ lầm, sợ tạo các điều ác. Mà cái giáo lý đạo Phật là Đức Phật tổng cùng của lời dạy Đức Phật là không làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Như vậy nếu người con bất hiếu thì dầu có tụng tam kinh vạn điển, dầu có bao nhiêu tu tạo phước lành, cũng không bao giờ chuộc được cái tội bất hiếu. Cho nên vì lẽ đó mà mới có một cái câu chuyện là khi có một tín nữ thường hay cao có với mẹ, thường hay bỏ bê mẹ, nhưng mà lại có cái tấm lòng tới chùa. Thì ngày hôm đó tín nữ này mua một cái nải chuối rất là ngon, còn nải chuối còn xanh mới vừa ươm vàng thôi, thì đem vô chùa cúng. Thì gặp một vị thầy, một vị hòa thượng, vị này là Lão Thông, thấy được cái tâm của cái tín nữ này, mới nói rằng hôm nay trong chùa không có Phật, Phật bữa nay đi du quá rồi và không có nhà, thôi cô đem chuối về đi, mà bây giờ thầy chỉ cho cô nghe, bữa nay Phật có đi du quá, có đi ngang nhà cô đó, Phật đang ở nhà cô đó. Thì cô ta nói, ủa hôm nay con đi chùa có mình bà mẹ già, con có đóng cửa, con đóng cửa cho mẹ ở nhà, mà làm sao Phật tới, mà con biết làm sao biết được để mẹ con ra đón Phật. Thì hòa thượng này nói, cô chạy mau mau về đi, Phật ở nhà rồi, chứ bữa nay Phật không có ở trong chùa. Thì cô này nói, bạch với thầy, thì làm sao con gặp được Phật, bởi vì nghe nói là Phật thì đâu phải mà lúc nào Phật cũng
mặc cái dấn y hay là Phật lúc nào cũng đầu tròn áo vuông, bởi vì Phật là luôn lúc nào cũng thị hiện tất cả các thân, các tướng khác nhau, thì làm sao có thể gặp Phật được. Thì Hòa Thượng mới nói, nếu cô về tới nhà đó mà cô thấy vị nào mà mang dép ngược đó, đó là Phật. Vị nào mang dép ngược đó là Phật. Thì cô gái lật đặt sách tẻ chuối chạy về để đón Phật. Thì về gõ cửa nói, mẹ ơi mở cửa mau để đón Phật, đón Phật. Thì bà mẹ nghe tiếng con gái về mừng quá, lật đặt xỏ đôi dép xuống giường để mở cửa. Thì cô ta nói, mẹ hồi nãy giờ có ai lại kiếm mình không, có ai đi ngang nhà mình, mẹ có nghe người nào không? Rồi bà nói không, nãy giờ mẹ cứ thấp thỏm chờ con về, không biết con đi rồi có trên đường đi có chuyện gì không, mẹ trông ngóng chờ con về. Thì bây giờ cô ta mới nhìn xuống thấy mẹ mình mang đôi dép ngược, thì cô ta mới nhớ là cái lời của Hòa Thượng nói khi nãy, cô ta mới sụp xuống ôm chân mẹ mà khóc. Tôi biết đó là Phật. Xin với đại chúng, cái cuộc đời này ngoài cái tình cha nghĩa mẹ cao cả như vậy ra rồi, thì đạo Phật còn đặc biệt là cái tình chúng sanh nhân loại. Bởi vì chúng ta sanh ra cuộc đời này nó không phải một sớm một chiều mà để mang được cái thân người này đâu. Chúng ta có may mắn lắm, có từng tạo phước lành mới sanh ra cuộc đời được làm người, được cha mẹ sanh cho ta được làm người, mà con người được đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, con người được có cái trí thông minh, có cái sự phân biệt hiểu biết, đây là một sự may mắn đặc biệt. Vì vậy mà quý vị phải trân trọng thêm một điều nữa, đó là nghĩ tới cái ơn của chúng sanh, nghĩ cái ơn của ngọn rau tất đất, nghĩ cái ơn của tổ tiên, của hồn thiên sông núi, nhất là người Việt Nam chúng ta. Rồi chúng ta một cái điều, vì cái hoàn cảnh, vì cái thời cuộc mà chúng ta qua tới cái xứ sở tự do này, chúng ta được đất Hoa Kỳ dung dưỡng chúng ta một cái quê hương mà có cái quyền làm người nữa. Vì vậy mà tôi mong rằng đại chúng hãy sống cho trọn được cái quyền làm người. Mà cái quyền làm người thì phải có yêu thương, có khoan dung, có độ lượng. Trong thời gian gần đây, mỗi lần tôi đi giảng nhiều chùa trong các tiểu bang, tôi lại có những cái buồn, có những cái lo một điều là đồng hương người Việt chúng ta qua bên này ban đầu thì có sự thân nhau, nhưng rồi cuối cùng chúng ta lại chia rẽ rạn nứt. Đây là một điều rất là buồn cho cái đồng hương người Việt chúng ta ở bên này. Tôi mới nghĩ tới một điều, tại sao con trâu, con bò nó khác chủ, nó khác chuồng, nhưng mà khi lùa nó ra một đồng cỏ nó ăn, một thời gian sau nó nhập thành bầy, nó nhập thành đàn. Mà tại sao con người chúng ta qua bên này gần gũi nhau một thời gian thì chúng ta lại gì? Thành thù hận. Đây là một điều đáng để tôi muốn nói lên cho quý đồng hương mình nên nhớ đó. Tại sao trâu bò nó ăn cỏ chung với nhau, nó khác chủ, nó khác chuồng, mà nó ăn chung một đồng cỏ thì nó nhập thành đàn, thành bầy, mà cộng đồng, đồng hương chúng ta lại trở thành thù. Bởi vì danh, vì lợi mà chúng ta quên đi cái tình đồng hương của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không có chịu ngồi lại với nhau, không có xây dựng tình yêu thương với nhau, thì cái bước mà chúng ta ở bên Hoa Kỳ này được cái quyền làm người thì chắc chắn chúng ta sẽ mất. Nếu hết đời này mà chúng ta không có ngồi lại để gắn bó với nhau thì chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ sanh ra những cái vùng chiến tranh khói lửa. Bởi vì chúng ta cứ mãi chia nhau, rồi giành nhau, rồi hạ nhau. Tôi nói các vị đừng có buồn, nhất là các vị hiện giờ đại đa số người Việt chúng ta qua bên đây để làm neo, phải không? Nhưng mà cuối cùng rồi sao? Chúng ta phá giá lẫn nhau.
vì cái sự sống còn cho riêng mình mà làm cho người Việt mình phải, mình trong đó có mình phải điêu đứng. Đúng là cái chuyện này tôi không nên nói, nhưng mà vì tôi muốn kêu gọi đồng hương của mình phải ngồi lại suy nghĩ, để rồi mình hãy sống cho cái tinh thần cộng đồng, sống cho tinh thần dân tộc. Nhưng tôi vẫn biết rằng cái nước Việt Nam, cái phong thổ của người Việt Nam chúng ta đó, thì so với cái bản đồ, cái địa dư của ngày xưa Trung Hoa họ quan niệm ấy, thì dân tộc Việt Nam chúng ta sống vào, sống cái phong thủy và cái cung ly. Cho nên ngày xưa đó, thời Lập Quốc, thời Bà Trưng, Bà Triệu ấy, thì cái nơi đó thì gọi là Ly Lâu Thành. Cái thành đó là Ly Lâu. Nhưng mà mình biết như vậy cho nên mình phải sửa trở lại thành Ly Lâu, chứ thật ra là Ly Lâu Thành. Mình sống ở cung ly cho nên rồi á, người Việt mình không có gần nhau lâu được. Thì tại nơi đất nước của chúng ta như vậy, thì bây giờ mong qua bên nay làm sao mình hãy xóa đi. Xóa đi, vì mình sanh một cái đất nước, một cái vùng đất mới, thì cái phong thổ nó sẽ khác, thì nên ngồi lại. Đừng có sống ở cung ly nữa. Lời tôi nói nếu có điều gì không phải, xin quý Phật tử cao niên cũng như các em nhỏ đừng có chấp tôi nghe. Đây là cái tấm lòng của tôi muốn chia sẻ như vậy, để rồi quý vị bắt đầu ngồi lại. Nếu chúng ta không có cái dịp mà chúng ta nghe được điều này, nghĩ được điều này, thì chắc chắn chúng ta cứ mãi mãi và hết thế hệ này tới thế hệ sau. Chắc đã rồi, mà trong đó có bản thân tôi là người miền Tây. Cho nên nó còn có 8 phút xong gì vậy mà nó trở thành nó phá cái phong thủy, nó phá cái địa dư gì vậy mà cứ bây giờ người nào cũng cứ cấu xé lẫn nhau vì cái sự sống còn. Thì quý vị thử suy nghĩ, các bác đi qua bên đây với cái đường biển đó, tôi xin phép các vị thử nghĩ lại xem coi, tại sao khi mà chúng ta đi vượt biển chỉ sống trên một chiếc xuồng, một chiếc thuyền mà chen chúc nhau mà chỉ để mong cầu tới một cái nơi tự do là đủ. Thì tại sao bây giờ tới nơi tự do rồi mà chúng ta không cố gắng để xây dựng cái tình đồng hương, cái nghĩa đồng bào? Đây tôi nói thì về hơi phạm thượng, nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ để mong rằng các bác lớn nên có những lời hay, ý đẹp để nhắc nhở cho cái thế hệ trẻ, trong đó có bản thân tôi. Thưa quý vị, cái dân tộc Việt Nam nhớ nói rằng trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, nhưng mà cái con số chúng ta nói như vậy phỏng đoán, chứ thật ra dân tộc Việt Nam chúng ta tới nay là 4.895 năm lịch sử, gần 5.000 năm lịch sử, mà chúng ta không dùng cái từ là dân tộc Việt Nam gần 5.000 năm lịch sử, mà cứ mãi dùng cái câu dân tộc Việt Nam gần 4.000 năm lịch sử. Có phải là chúng ta muốn sụp lùi chứ chúng ta không muốn tiến tới? Thế hôm nay là dân tộc Việt Nam tính ra là 4.895 năm phan hiến rồi, thì có nghĩa là gần con số 5.000, mà cứ mãi dùng cái câu dân tộc Việt Nam 4.000 năm lịch sử. Vậy tôi mong là chúng ta hãy sửa để cho con hồng cháu lạc chúng ta, dân tộc chúng ta hãy tiến lên, hãy nhìn về phía trước để bảo tồn. Dù chúng ta ở đâu cũng phải nghĩ tới cái dòng giống rồng tiên, và chắc chắn cái chế độ cầm quyền nếu không có thay đổi thì chắc chắn sẽ sụp đổ, bởi vì nhân loại càng lúc càng tiến hóa, xã hội càng văn minh thì con người nó sẽ thay đổi. Sở dĩ dân tộc chúng ta tại nơi quê nhà, đồng bào chúng ta không thay đổi được là tại vì nó quá nhiều cái sự bất công, đói khổ, rồi ngậm miệng không dám mở lời. Đồng thời ở bên đây thì chúng ta lại hô hào nhưng mà không có một cái đoàn kết, thì cuối cùng hai bên đều thất bại. Chúng ta muốn cho dân tộc chúng ta được cơm no áo ấm, được thay đổi, nhưng mà ngược lại bên đây thì mình sao? Ban đầu thì có vẻ gần gũi gắn bó, nhưng mà cuối cùng rồi cũng tiếp tục chia rẽ. Thành ra nhiều khi cũng buồn. Tôi đi tới đâu cũng vậy, hồi tôi mới qua cũng vậy, thì đi đâu chúng tôi cũng bị mang cái nón cối hết trơn. Mà trong khi bên này thì là cái nơi thù, giống như hận thù cái chế độ, làm cho con người đau khổ, làm cho đồng bào đau khổ,
nhưng mà cuối cùng rồi vì cái sự hận thù đó mà cứ in trong cái đầu của mình những cái việc làm của nhà cầm quyền cộng sản bây giờ, là cuối cùng mình hận người ta mà mình làm giống y như người ta. Quý vị thấy cái điều đó không? Có nhiều khi mình ghét cái gì thì mình làm giống y cái đó, cho nên cuối cùng là không đi tới đâu hết. 42 năm. Vì vậy mà bây giờ chỉ có Phật giáo, nếu Phật giáo biết bảo tồn, Phật giáo biết kêu gọi con người gần gũi với nhau, yêu thương nhau, thì họa chăng mới giữ được cái văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà rồi lại tiếp tục một sự việc nữa, thì quý thầy qua bên này thì cuối cùng cũng không dám nói lên cái tiếng nói được. Hãy nói được lòng bên này thì bên kia nó cho vào sổ bị đen. Mà hãy nói theo một chút gì á, bên kia thì bên đây thì lại nghi ngờ là quốc danh. Như bản thân tôi bây giờ tôi nói tôi không sợ, tại vì tôi được sổ bị đen rồi. Cho nên tôi không có nghĩ cái ngày tôi trở về quê, vì vậy mà tôi mới chống lên cái tiếng trọng. Trong đó có hai vị đặc biệt, đó là một là Hòa Thượng Phước Tịnh, hai là tôi. Hòa Thượng Phước Tịnh thì ở Lâm Đồng, thì họ cũng bắt buộc là đệ tử Hòa Thượng phải viết cái giấy cái giống như là bất cần Hòa Thượng về nữa, và Hòa Thượng phải viết cái giấy giao quyền cho đệ tử rồi họ bổ nhiệm trụ trì. Còn tôi thì họ bắt đệ tử tôi phải viết cái giấy trích phế tôi rồi. Nhưng mà đệ tử tôi nó không dám làm đâu. Nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng bổ nhiệm trụ trì để mà giống như tôi đã bị trích phế rồi. Vậy mà tôi thưa với quý vị, những cái quan ức của chúng tôi chịu mấy năm qua tôi thấy nó rất là ý nghĩa, tôi không có buồn. Nhưng mà bây giờ này tôi được cái niềm vui của tôi là đi tới đâu cũng được sự thương mến của Phật tử và sự cảm thông của quý thầy. Vì vậy bây giờ tôi nói, có khi tôi nói đạo nhiều, nhưng có khi gặp quý đồng hương tôi phải chia sẻ sự đời. Bởi vì không có đời thì không có đạo. Cho nên tôi phải nhắc nhở như vậy, nhắc nhở bằng cái tâm trí thành của tôi. Cho nên tôi nói với các cụ cao niên sáng nay, nếu khi tôi mặc y chiếc áo vàng này, đắp cái y này lên pháp tòa, thì tôi là một ông thầy để thay Phật, thay tổ mà tuyên dương cái đạo. Nhưng mà khi chúng tôi xuống khỏi pháp tòa, lột cái chiếc áo này ra, mặc chiếc áo nâu sòng, thì tôi là con cháu của các vị. Bởi vì người tu nếu biết mình là người tu, người đệ tử Phật, thì giống như một chiếc phi cơ, một chiếc máy bay, hãy bay lên cao chừng nào thì nó là sao quý vị? Nó nhỏ lại chừng đó. Thì người tu cũng vậy. Cho nên đời tu của tôi cũng không bao giờ dám xin với ai tiếng thầy, mà cũng không bao giờ gọi ai bằng tiếng con, trừ ra cái người nhỏ tuổi hơn tôi. Bởi vì tôi thấy tôi chưa xứng đáng. Gần 30 năm trời ở trong chùa, được hưởng cái phước của Phật, được các Phật tử đàn diệt các nơi nuôi dưỡng trong nước cũng như ngoài nước để mà cho tôi được đi học, được tu hành, có cơm ăn áo mặc để mà tịnh tâm tu hành. Nhưng mà tôi thấy tôi chưa làm được điều gì cao cả để đền ơn lại công lao trời biển đó, hà huống công lao của cha mẹ, của thầy tổ, của Phật. Vì vậy mà tôi thấy tôi rất nhỏ bé. Nhưng mà tôi mong rằng trời Phật xót thương, tổ phụ xót thương cho tôi được có một cái trí nhớ dai, có được một chút hiểu biết, biết cái nào là chánh, cái nào là tà, và được cái huệ khẩu nói lời nói dễ nghe. Cho nên tôi mong rằng tôi đem cái tâm nguyện đó để gần gũi chia sẻ với quý đồng hương, đồng bào Phật tử chúng ta. Thưa các vị, cuộc đời cô quay qua ngoảnh lại không bao lâu, rồi cuối cùng rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi sao nữa, rồi cũng chết. Như vậy thì quý vị thấy hơn thua nhau có đem được gì không? Rồi cũng phục vụ cho ngài ăn hai buổi ba buổi thôi phải không? Rồi cũng phục vụ cho cái chỗ ở, dù nhà có rộng bao nhiêu phòng đi nữa mà ngủ một đêm thì cũng có cái giường à phải không? Tiền có nhiều, xe cộ có nhiều đi nữa mà chạy một lần cũng có một chiếc xe à.
Như vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị, lo tham vọng làm gì để đạp đổ lẫn nhau? Cho nên có một lần Đức Phật nói với chư tỳ kheo á, nói cái cuộc đời họ tranh giành với nhau, chư thiên họ nhìn xuống á, thấy chúng sanh coi như họ lôi nhôi như những con vòi, ở trên nhìn xuống thấy lôi nhôi. Thì tôi nghĩ câu này Đức Phật nói hồi xưa mình nghe mình có thấm, nhưng mà nghĩ lại cũng thấm. Lôi nhôi, lúc nhúc nhau, nhưng mà cuối cùng rồi thì chúng ta cũng mới đi đến cái chết. Rồi cái chết, rồi để tiếp tục một sự sống. Thì vậy thì ngay bây giờ chúng ta còn sống, thì chúng ta phải sống sao cho nó có tình đời và có cái nghĩa đạo. Tất cả đều là giả dối, đều là vô thường. Nó may mắn cho chúng ta sống ở cõi đời này nó vô thường, chứ nó sống cõi đời này mà nó thường chắc ai chịu nổi, phải không? May mắn là nó vô thường có mấy mươi năm thôi, mà không chắc là bao nhiêu năm nữa. Có nghĩa là con người sống trên hơi thở, có khi thấy đó rồi mất đó, có khi già, có khi lụm cụm rồi mới bệnh mới chết, có khi mới 20-30 tuổi chết, có khi mới 5-6 tuổi chết, có khi 40-50 chết, không hạn định. Vậy mà chúng ta còn không biết bao nhiêu cái tham vọng, không biết bao nhiêu cái sự ích kỷ. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy á, tam độc tham sân si á, cái chữ tham chúng ta hiểu, chữ sân chúng ta hiểu, mà chữ si á, có một cái nhà triết gia người Mỹ họ dịch rất rõ ràng cái chữ si mê, có nghĩa là sự ích kỷ. Nếu chúng ta còn ích kỷ là chúng ta còn si mê. Vì vậy mà chữ si chúng ta ích kỷ. Cho nên khi nào chúng ta thấy cái tâm chúng ta có sự ích kỷ thì lúc đó chúng ta biết chúng ta si. Mà chúng ta si thì nó khởi ra tham và sân hận. Mà quý vị thấy tham, sân, si là ba cái độc mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải ráng mà bớt nó. Ban đầu chúng ta tu là phải bớt đi tham, bớt đi sân và bớt đi si. Rồi dần dần muốn thành Phật thì không còn tham sân si nữa thì thành Phật. Vì vậy không nhiêu đó thôi à, không cần tu nhiều, tu ba cái điều đó thôi. Hãy khi nào mình thấy mình khởi lòng tham thì mình coi cái mình tham sao, tham vừa vừa thì mình chấp nhận nha. Nếu mà tham quá thì coi chừng mình té đau, phải không? Có nhiều người cái phước nó rất là thấp nhưng mà mong nó lên trời sống không à, có không? Cho nên chúng ta bởi vì chúng ta mong cầu những cái điều hơn phước báo của mình, cho nên mình đau khổ thôi. Cũng như quý thầy cũng vậy. Như bản thân tôi thì tôi thấy tôi không có phước, cho nên giờ tôi không nghĩ tới chùa gì nữa hết á. Ở Việt Nam đã bỏ rồi, đã giao lại rồi. Qua bên đây cũng vậy. Thôi thì cái chỗ nào mời đi giảng, chỗ nào mời dừng chân lại đó thì mình dừng. Rồi cuộc đời có cái gì đâu mà nắm. Hãy đủ duyên nơi này mình ở, rồi không đủ duyên thì tiếp tục mình đi vô quá khác. Cho nên tôi nói bây giờ nếu một chỗ nào mà mời tôi dừng chân á, chỉ có một điều kéo chân tôi được, đó là tình người. Riêng bản thân tôi đó, thật với các vị, tôi đã trải qua những cái khó khăn rồi. Khó khăn về vật chất, mấy năm đất Mỹ để lo cho nó tròn tới ngày hôm nay, là một người ở được đất Mỹ và được chính phủ chấp nhận. Như vậy thì tôi đã trải qua khó khăn về vật chất. Mà khi tôi đã được chính phủ chấp nhận ở lại Mỹ và đi các nước được rồi thì chúng tôi thấy đời tôi không còn gì hạnh phúc hơn. Cho nên bây giờ tiền bạc vẫn còn. Coi vậy chứ ai cúng tiền á, mà thấy hang số 0 ở sau là vẫn mừng lắm, vẫn cười. Nhưng mà không cho nó là nặng. Không thể lấy tiền bạc vật chất mà mua được tôi trong lúc này. Đây tôi nói thành thật. Bởi vì đời tôi một mình thôi. Nhưng mà nếu có tình người là cái chỗ đó sẽ cuộc chân tôi được. Cái phụ nữa đó là có cái giường rau sạch. Tại vì tôi không biết ăn những đồ Mỹ, tôi không có bị lệ thuộc bởi cà phê, bởi trà, bởi gì hết trơn á. Và mà tôi chỉ thích cái rau sạch. Bởi vì tôi thấy cái đám rau của vị là tôi thích lắm, chứ không phải tôi nói vậy là tôi có ngụ ý gì nha. À, tôi nói ngày mai là khỏi cần lo thì tôi ăn á, tôi muốn ăn lá khổ qua, tôi ra lặt lá khổ qua vô nấu canh, muốn ăn lá ớt, lặt lá ớt xào, như vậy là có thể cuộc chân tôi được.
chứ còn mà bơ chi phô mai rồi không buộc tim tôi được rồi, phải không? Tôi nói vậy là coi như hiểu ý tôi rồi, tiền bạc cũng không buộc tim tôi được mình. Cho nên ý của tôi muốn chia sẻ các vị vậy. Nhưng mà mình muốn không được nữa, phải chư Phật phổ sướng nữa nha. Người tu rồi, bây giờ tôi là người đệ tử của Phật rồi, đã tin, có một cái lòng tin, đã nguyện còn những cái ngày còn lại hiến cả cuộc đời này cho Phật rồi, thì bây giờ Phật quyết định là nha. Chứ nhiều khi mình nói như vậy mà Phật không bổ sướng thì cũng sao, cũng không được nữa. Nhiều khi mình muốn như vậy thì thấy cái cảnh này nó thích hợp, nhưng mà Phật có cái chỗ này để người khác làm, ông có chỗ kia rồi thì tôi cũng phải chịu thôi, phải không? Cho nên khi Phật còn đại thế cũng vậy nữa, đâu phải Phật đi tới đâu ai cũng quý Phật đâu. Đó. Có nhiều khi Phật đi, Phật bị người ta chửi bới lung tung, người ta nói xấu đủ điều, chứ đâu có gì đừng có tưởng đâu mà Phật ngày xưa đi đâu ai cũng khen Phật, không có đâu. Phật ngày xưa cũng vậy, khi đi tới một cái làng nọ đó, nó nói xấu Phật đủ điều hết, nó lấy cây nó rượt nữa cả, nó lấy đá nó chọi nữa cả. Thì ngài A Nan chịu không nổi, ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn là một vị thái tử, Thế Tôn là vị thái tử, bây giờ thái tử đi tu thành Phật thì ai không biết, rồi bây giờ Thế Tôn bây giờ độ cho là thầy của năm ông vua năm nước nữa, thời Đức Phật là làm thầy của năm vị đế vương đó. Mà tại sao Thế Tôn đi đâu Thế Tôn không xin cái giấy thông hành đấy không? Giống như mình ngày nay là xin cái visa vậy đó. Thế Tôn mà có cái visa, có giấy thông hành rồi thì ai mà có quyền dám nói Thế Tôn, mà Thế Tôn đưa cái lệnh bài ra cái là họ im lặng liền. Mà Thế Tôn không bao giờ làm điều đó. Vậy mà cho nên đi tới một cái làng họ đó, họ chửi Phật mà họ còn nói xấu Phật, nào là đồ thứ bất hiếu, bỏ cha, bỏ vợ, bỏ con đi tu rồi, bỏ ngai, bỏ nước vậy đó, bất hiếu, bất trung, bất tín gì, họ chửi đủ điều hết. Rồi bây giờ đi tu để xin ăn, làm báo cơm thiên hạ rồi kia, họ chửi vậy. Phật âm thầm, mà im lặng. Bởi vì Đức Phật đặc biệt là Ngài được trụ vào cái tam tịnh niệm. Còn tôi thì tôi trụ không nổi, nhiều khi tôi tự hổ thẹn với Phật, không biết chừng nào mình được một phần của Phật. Phật trụ trong tam tịnh niệm. Vì vậy tịnh niệm thứ nhất là Phật không bao giờ vui mừng khi được cái tiếng khen. Dù có ai khen Phật, có xưng tôn Phật là cái gì đi chăng nữa, mà Phật vẫn bình thản và không bao giờ. Còn như tôi mà ai khen tôi là tôi phình lỗ mũi lên. Rồi thứ hai là Phật không bao giờ bị kẹt bởi cái tiếng chê bai. Như tôi mà ai chê tôi là cái tôi cáo lên liền, tôi sụp mặt xuống liền, giận liền. Thứ ba là đối với Phật, dù không, dù khen hay không khen, dù chê hay không chê, Phật rất bình thường. Bởi vì cuộc đời của Phật đâu có nghĩ cho riêng mình. Vì vậy mà đi tới đó họ có khen, không khen, Phật cũng bình thường. Họ có chê hay là không chê, Phật cũng không có gì khó xử. Đó, cho nên ngài A Nan thì lúc đó chưa chứng thánh quả, cho nên xin phép quý vị cho tôi dùng. Tại sao Ngài không trả lời ta là Thái tử Tất Đạt Đa đây? Ta là thầy của các vị vua của ngươi đây. Phật nói không phải, tại vì chúng sanh vùng này nó chưa có duyên với Như Lai. Nó đã có thầy nó rồi. Thế thì Đức Phật mới cùng với A Nan đi trở về tịnh xá. Thì Phật mới nói một Kiền Liên, sáng mai ông tới cái vùng đó, ông nhận đệ tử của ông đi. Sáng mai ông tới vùng đó, thì Đức A Nan mới giật mình. Phật là một người ngoan nghi tế hạnh, Phật là một bậc mẫu mực, mà tại sao mà chúng sanh nó không nghe? Còn một Kiền Liên thì tánh nóng lắm, tên một Kiền Liên thì râu giống như là gọi là râu rìa bị người Ấn mà lớn con mà đen thui, mắt thì bự nữa, chứ còn quý vị đừng có tưởng nó kinh Vô La là vẽ một Kiền Liên đẹp, không có đâu. Một Liên ở đó xấu lắm, xấu hơn tôi nữa đó. Tôi không dám đem gì thánh tăng mà sánh, nhưng mà tại vì trong kinh diễn tả là một Liên hồi đó quặn trợn không. Vậy mà tại sao một Liên tới nó độ được? Nó sợ một Kiền Liên vì cái gì vậy A Nan? Thế Tôn nói ông sẽ coi. Thì sáng hôm sau ngày một Kiền Liên tới thì nguyên cái làng nó đón ngày một Kiền Liên từ ở đầu bìa đầu làng cho tới bên trong, nó cung kính, đi tới đâu nó cung kính, nó mọp, nó đón tới đó hết trơn. A Nan mới thấy cái điều này giật mình chứ. Tại sao mà Phật là một bậc mẫu nghi như vậy mà như vậy
thì Phật mới nói bởi vì kiếp trước ta với chúng sanh ở vùng đó chưa có gây cái duyên với nhau. Còn một kiền liên á, cái thời Phật quá khứ một kiền liên đã là bậc thầy tu rồi. À, thì một ngày hôm đó đó, tại cái vùng đó nó bão, nó bị bão lụt, cho nên cái những cái cành cây lớn á, nó những cái nó che chắn cái đàn kiến nó bị gãy, gãy cho nên cái đàn nguyên một cái đàn kiến nó bị rớt xuống suối, nó trôi. Thì một vị sa môn nó mới thấy cái đàn kiến nó mới lấy cái cây á, mới khiều cái đàn kiến đó cho cái đàn kiến nó bò lên cái cành cây đó và cứu sống đàn kiến đó. Thì ông có thấy không? Sa môn đó là một kiền liên, còn đàn kiến đó là dân làng đó đó. À, cái người mà đen thui đen thủi là đàn kiến đen đó, còn vàng vàng đàn kiến vàng đó. Vì vậy á, một kiền liên có gây cái phước với họ, cho nên nói họ nghe. Còn Như Lai vì chưa có gặp họ, cho nên Như Lai nói họ không nghe. Thành ra tôi cũng như vậy, nếu tôi có phước với các vị có từng là cha là mẹ, các vị cũng có từng là cha là mẹ của tôi, hoặc là anh là em với tôi, hoặc là phật tử với tôi cùng tu á, thì hôm nay tôi nói các vị nghe đó. Còn nếu mà tôi với các vị mà chưa từng gặp, chưa có phước, chưa gặp nhau á, hoặc là kiếp trước á, tôi với các vị có từng dành nhau để buôn bán cái gì đó, hay là dành nhau để thương mại, hay là dành nhau để cái chồng vợ nhan sắc gì đó, thì kiếp này gặp nhau là thấy ghét à, đúng không? Không từng gặp nhau nhưng mà có cái quan thù với nhau, hôm nay gặp nhau là thấy mắc ghét, hoặc giả là nghe tới tên tôi là thấy mắc ghét liền à. Nó đặc biệt như vậy, các vị thấy có không? Có vậy không? Có nhiều khi các vị không biết người đó là ai nhưng mà nghe tới tên là trong lòng mình nó sao, nó không có cảm chút gì mà vui hết. Còn có khi mình nghe một vị đó, mình nghe tên thôi chưa từng gặp mặt mà nghe cái tên người đó thì trong lòng mình có sao, có một sự gì đó nó thương, nó mến, cái gì thấy phải không? Vì vậy cái gì nó cũng không qua cái nhân duyên hết đó. Đó, cho nên tôi nhắc nhở các vị vậy. Thì bây giờ cũng cộng nghiệp với nhau, cho nên mình phải qua được cái vùng đất mới này. Thì bây giờ ráng mà cộng nghiệp với nhau để mà ngồi lại xây dựng cái tình người với nhau nha. Đó là tôi nói đơn giản về cái câu chuyện của Đức Phật mà không có duyên quá độ cho cái làng đó, mà Ngài Mục Kiền Liên có duyên quá độ. Bây giờ tôi nhắc một câu chuyện nhỏ nữa, là cái câu chuyện làm cha, làm mẹ, làm con, rồi chúng ta nghĩ nè. Thì trong Kinh Phật cũng có nói câu chuyện, có một ông đó, nhà giàu nọ, có hai đứa con trai. Một đứa con thì có hiếu vô cùng, một đứa con thì ngỗ nghịch, phá gia chi tử. Đó thì hai vợ chồng mới thương con lắm, sanh ra thương lắm. Thì thấy thằng con có hiếu, tối ngày nó cứ nó lo nó ăn, nó học, nó làm lụng ra đồng tiền, làm bao nhiêu về đưa cho cha mẹ hết. Còn thằng con bất hiếu thì sao? Tối ngày quan đàn chi địa, đã chẳng những phá gia tài mà còn gây nợ nần cho cha mẹ phải trả nữa, vân vân, rồi còn bị phá làng phá xóm nữa. Thì một hôm thì đứa con có hiếu chết trước, thành ra ông vợ chồng mới buồn lắm. Mới nghĩ thôi, chắc là mình kém phần, kém phước, cho nên được thằng con có hiếu thì nó lại bệnh, nó chết. Còn lại thằng con bất hiếu thôi thì tất cả gia tài cũng dồn hết cho nó. Nhưng mà không ngờ cuối cùng bữa nó đi ăn nhậu, nó lội ngang sông, nó giọt bẻ, nó chết. Theo lẽ trong kinh á, thì nói rằng là hồi xưa nó cởi ngựa, nó nhậu xỉn, nó cởi ngựa đó, nó té nó chết. Nhưng mà tại tôi người miền Tây cho nên tôi mượn cái cớ là lội ngăn xong. Chứ bây giờ đi toàn là xe hơi, đi xe hai bánh không đâu còn cởi ngựa đâu, phải không? Lội ngăn xong giọt đẻ chết. Ông trưởng giả rất là buồn, mới nằm thiếp đi, mới thấy rằng đi xuống cõi âm đó tìm hai đứa con, thì gặp đứa con trắng trẻo mà hiền lương á, ông ấy nhận, ông chạy là ông nhận: con ơi, con tại sao con bỏ cha bỏ mẹ đi mà cha mẹ rất thương con? Thì người đó mới trả lời rằng: tôi xin lỗi ông, vì tôi mắc nợ cho nên tôi phải lo tôi làm con cho ông, và 30 năm trời tôi đã chịu đựng và tôi đã lớn lên, tôi đi làm, tôi làm bao nhiêu năm để tôi đền ơn đáp nghĩa trả nợ cho ông chủ rồi, tôi đi chứ ông kiếm tôi chi nữa. Đó.
rồi một đoạn sau thì ông gặp cái thằng con bất hiếu, ông nói con rồi cha thương con lắm, dầu con có ngỗ nghịch, con vô nghề, nhưng mà con là con của cha thương con lắm, con về với cha đi con, về với cha đi con, cha thương con lắm. Nó nói ông là chủ nợ của tôi đó, ông mắc nợ tôi đòi mà tại vì tôi đòi tôi vô ý cho nên lỡ chân tôi bị giật bẻ tôi chết, ông còn thiếu tôi 10 vợ lúa ông trả chưa xong đó nghe, trả hết rồi vậy mà còn 10 vợ lúa tôi quên đòi. Bao nhiêu năm tôi phá gia là sở dĩ là tôi đòi nợ ông, chứ ông đừng có tưởng đâu là tôi phá gia phá nhà phá tài sản không. Thì cuối cùng một tức quá ông ấy giật mình, ông ấy tức quá ông thấy hai thằng con, một thằng thì nói gì nó mắc nợ mình nó lên nó trả, một thằng thì nói thì sao mình thiếu nợ nó lên nó đòi. Ông mới về mà khi hai đứa con chết đó thì ông đâu còn ai, ông làm hai cái nhà mồ bằng gỗ đẹp lắm, mà thằng con có hiếu chết trước ông làm gần nhà, thằng con thứ hai ông chôn tiếp theo mà nó gần cái miếng ruộng của người ta, ông giờ cũng đập hai cái nhà mồ ông đốt à, ông đốt thì cái nhà mồ gần miếng ruộng ta nó tình cờ gió thổi mạnh nó bay tàn qua trái miếng ruộng ta đền hết 10 giờ luôn. Bây giờ thấy cái quan gia tương báo không à, cho nên như vậy đó là nói về cái nhân quả của quan tương báo. Nhưng bây giờ tôi cỡ nói trở lại cái hiện đời, mình biết như vậy rồi, nhưng mà các em nhỏ cũng đừng có bất hiếu rồi về đó bữa đó ông thầy ông dạy vậy thôi mình lên mình đòi nợ cha mẹ, không phải nghe. Nói cái sâu xa cái đạo lý là như vậy, nhưng cái đạo lý làm người ở đời thì phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Bởi vì đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thôi, hôm nay lần gặp đầu tiên này tôi nói như này đủ chưa? À. Nếu quý vị mà chấp nhận nghe được thì tối mai trở về để tụng thời kinh Du Lan lúc 8 giờ. Sau đó tôi sẽ nói cho quý vị nghe một bài pháp nữa, nếu quý vị nghe được. Và tôi cũng mong rằng chúng tôi lần sau qua hoặc là lần sau hết năm nay năm tới đó, chúng tôi sẽ thấy cái chỗ này nó bằng phẳng như cái lời kêu gọi của ông trưởng ban trị sự. Tại vì tôi thích mang guốc mà nếu mà đi gặp gỡ anh về tôi té nên mong rằng quý vị vì đạo mà góp vô để mà làm cho cái chánh điện nó được bằng phẳng để cho mọi người tới thăm viếng cho nó được trang nghiêm mà người ta không có phải buồn phiền, trong đó có tôi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thay mặt ban trị sự cùng với Phật tử đồng hương, bậc thượng tọa, màu hoàng y của ngài đã về trong không gian này ngày đại lễ hôm nay, qua lời chỉ dạy giáo huấn của ngài, chúng con ban trị sự cùng tất cả quý vị Phật tử sẽ lắng đồng và làm theo những lời hướng dẫn của ngài, và chúng con sẽ y giáo phụng hành, và chúng con không quên cầu nguyện trên mười phương chư Phật phù hộ cho thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sinh chỉ độ và để dẫn dắt chúng con trên đường hoằng pháp đời sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.